vài giờ sau khi Liên Hợp Quốc nâng cấp chính quyền Palestine từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên, Israel đáp trả bằng cách thông báo cho phép xây dựng thêm 3.000 ngôi nhà mới cho người định cư Do Thái, nhưng vẫn chưa cho biết địa điểm chính xác tại Đông Jerusalem hay khu bờ Tây. Một quan chức giấu tên cho biết chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm hàng ngàn ngôi nhà nữa ở một khu vực nhạy cảm gần thành phố Jerusalem, điều mà giới phân tích cho rằng sẽ giết chết hy vọng của người Palestine về một nhà nước khả thi. Kế hoạch xây dựng thêm hàng ngàn ngôi nhà mới ở những vùng đất mà Israel từng chiếm của người Palestine, trong đó có khu E1, khu vực tranh chấp thuộc bờ Tây, liên quan tới phần tranh chấp Đông Jerusalem với khu định cư Male Adumim, là một quyết định đầy thách thức, báo hiệu sự kết thúc của giải pháp hai nhà nước. Mặc dù đã cam kết với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng Thủ tướng Israel vẫn quyết định xây dựng khu định cư mới tại khu vực E1. Điều này đồng nghĩa với việc khu định cư mới sẽ ngăn cách phần phía bắc của khu bờ Tây khỏi phần phía nam. Trước đó, Israel đã dừng dự án xây nhà định cư tại khu E1 như một phần cam kết theo lộ trình hòa bình Trung Đông của cộng đồng quốc tế năm 2003. Các chuyên gia Israel nhận định, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định mở thêm các khu định cư mới để tăng ảnh hưởng chính trị trong bối cảnh chính phủ đang gặp nhiều sức ép nội địa về việc giảm thiểu quy mô cư dân Ả Rập. Hiện thời có khoảng 500.000 người Do Thái sinh sống ở bờ Tây và Đông Jerusalem trên những vùng đất mà Israel đã đánh chiếm trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Đây là những vùng lãnh thổ mà người Palestine đòi Israel phải trao trả cho nhà nước Palestine độc lập. Theo các nhà phân tích, Israel sẽ không chỉ dừng lại ở việc mở rộng khu định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, mà còn có thể gia tăng các biện pháp trừng phạt với nước này, mà trước tiên là có thể phong tỏa khoản thuế mà nước này thu cho chính quyền Palestine hay hạn chế việc cấp giấy phép lao động cho người Palestine. Về phần mình, Palestine đã lên án quyết định của Israel và gọi đây là hành động gây hấn của Israel chống lại một nhà nước. Thật đáng buồn, hành động của Israel đang đi ngược lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Họ đang phá hủy những nỗ lực đàm phán hòa bình của cả hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hối thúc Israel ngừng xây dựng nhà định cư và trở lại đàm phán hòa bình. Ông Abbas cũng một lần nữa khẳng định rằng Palestine muốn nối lại đàm phán và đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc này. Palestine không đặt ra bất cứ điều kiện gì, dù đã có ít nhất 15 nghị quyết của Liên Hợp Quốc coi hoạt động định cư của Israel là bất hợp pháp và là rào cản cho hòa bình cần phải được dỡ bỏ. Việc Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế cho chính quyền Palestine không làm thay đổi nhiều trong quan hệ Israel-Palestine. Tuy nhiên, vị thế mới sẽ cho phép chính quyền Abbas trở thành thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay. Và từ nay, Israel không thể gọi bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem là lãnh thổ tranh chấp nữa, mà chỉ có thể gọi đó là lãnh thổ bị chiếm đóng trong đàm phán hòa bình sau này. Vậy liệu Palestine có sử dụng vị thế mới để tái khởi động đàm phán với Israel trên tinh thần hòa bình, hòa giải hay tìm cách chống lại Israel tại Tòa án Hình sự Quốc tế? Lâu nay, Israel chỉ chấp nhận thiết lập nhà nước độc lập Palestine thông qua đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel. Tuy nhiên, với vị thế mới của Palestine, đàm phán sẽ khó khăn hơn bởi Palestine chủ trương một nhà nước Palestine dựa trên biên giới trước chiến tranh Trung Đông năm 1967. Trong đó, bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem đều thuộc lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Israel hoàn toàn không chấp nhận điều này. Trong trường hợp đàm phán bế tắc và Israel không tuân thủ Công ước Geneva 4, với tư cách quốc gia bị chiếm đóng, Palestine có thể khởi kiện Israel ra Tòa án Hình sự Quốc tế hoặc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Israel thông qua các cơ quan Liên Hợp Quốc. Hiện có một danh sách dài các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Israel như xây dựng các khu định cư người Do Thái trên vùng đất Palestine, tiến hành các dự án kinh tế ở bờ Tây và ngược đãi phạm nhân Palestine. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã phê phán quyết định của Israel xây dựng những ngôi nhà mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tại các cuộc họp báo, phó đại diện chính thức của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq tuyên bố, Liên Hợp Quốc thường xuyên phản đối bất cứ hành động nào nhằm tăng cường hoạt động định cư. Ông Farhan Haq cũng nhắc nhở về các bản tuyên bố của Bộ Tứ Trung gian Quốc tế, gồm Nga, Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc, trong đó thể hiện lập trường rõ ràng về hoạt động định cư của Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng hoạt động này không phục vụ mục đích giải quyết hòa bình các cuộc xung đột Palestine-Israel. Dù bỏ phiếu chống lại yêu cầu của Palestine được nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc, song chính phủ Mỹ cũng chỉ trích dự án mới của Israel.
Theo Tommy Victor, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, những hành động của Israel là phản tác dụng và càng gây khó khăn hơn cho việc nối lại đàm phán trực tiếp hay việc tiến tới một giải pháp hai nhà nước. Lời chỉ trích hành động của Israel cũng được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra tại một cuộc tọa đàm do Trung tâm Saban về chính sách Trung Đông tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ với sự tham gia của một số quan chức cấp cao hàng đầu của Israel. Bà Hillary Clinton kêu gọi Israel theo đuổi tiến trình hòa bình và chấp nhận một Palestine ôn hòa. Tất cả chúng ta cần hành động để khôi phục các cuộc đàm phán nhằm đạt được mục tiêu về một giải pháp hai nhà nước. Tôi cho rằng ngay cả khi các bạn không thể đạt được một thỏa thuận toàn diện giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp hiện nay, nó cũng cho thấy sự cố gắng của Israel. Bên cạnh đó, trong cuộc họp Ngoại trưởng các quốc gia Ả Rập tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng trong khi cộng đồng quốc tế mở đường cho hòa bình bằng cách công nhận Palestine như một nhà nước, thì Israel đang cố gắng củng cố các cuộc xâm lược. Ông này kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng ngăn chặn các dự án xây dựng khu định cư của Israel, đồng thời yêu cầu nước này trao trả đất cho người Palestine. Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng các nước Ả Rập cho rằng chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm đối với các chính sách và hành động của nước này khi tiến hành không kích tại giải Gaza, gây thương vong lớn cho dân thường. Theo họ, đây là một dịp để tất cả các nước cùng hành động để đưa các nhà lãnh đạo Israel ra trước tòa án quốc tế vì các tội ác chiến tranh mà họ đã gây ra đối với người Palestine. Bất chấp hàng loạt các cuộc thương lượng hòa bình đã được tổ chức, tuy nhiên những hy vọng hòa bình cho khu vực này vẫn chưa kịp nhen nhóm, đã bị dập tắt. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel vẫn bế tắc triền miên bởi vòng xoáy bạo lực và thiếu các động thái xây dựng lòng tin. Vấn đề lãnh thổ và Đông Jerusalem mới chỉ là hai trong số những vấn đề gai góc nhất mà Palestine và Israel cần giải quyết để đi tới hòa bình. Song những động thái mới nhất của Israel một lần nữa là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột này vẫn chưa kết thúc và Trung Đông vẫn sẽ là điểm nóng của thế giới.